Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Quý vị đang nhìn thấy đằng sau tôi đây, đó là một cái cổng làng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi không muốn đưa quý vị đi đến bất cứ một ngôi làng nào cả, mà đây là một cái cổng làng chúng tôi chào đón quý vị đến với chương trình triển lãm trưng bày tác phẩm tranh gỗ lớn nhất Việt Nam, đó là tác phẩm tranh gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam và tác phẩm tranh gỗ có số lượng người điêu khắc lớn nhất Việt Nam. Vậy thì cụ thể tác phẩm này như thế nào? Quý vị hãy cùng vào trong để khám phá. Và ngay phía sau tôi đây, quý vị đang nhìn thấy một cái tác phẩm tranh gỗ rất là dài. Và quý vị có biết tác phẩm này có kích thước bao nhiêu không ạ? Tôi xin bật mí, tác phẩm này có kích thước chiều dài 8m33 và trên tác phẩm này có đến 348 nhân vật. Và cụ thể cái kết cấu tác phẩm này như thế nào, tôi sẽ giới thiệu tới quý vị chi tiết từng phân đoạn. Và xin mời quý vị. Và khu vực đầu tiên tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là cái khu vực của làng quê. Và trên cái tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ này thì cái điểm nhấn nhiều nhất và điểm nhấn ý nghĩa nhất, một phần đó là quan trạng, nhưng một phần nữa phải là cái khu vực làng quê, nơi mà quan trạng đã sinh ra và lớn lên. Bởi vì ý nghĩa của tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ đó là quay trở về với quê hương, quay trở về với gia đình tổ tiên. Và xin phép được giới thiệu tới quý vị, điểm nhấn của khu vực làng quê chính là cây đa. Và cái cây đa hàng nghìn năm tuổi là một cái chứng tích, là một cái di tích lịch sử để chứng kiến cho biết bao thế hệ con người đã lớn lên ở tại quê hương này, đã thành danh, đã bước ra với xã hội. Và chính cái cây đa này mới là cái để biết được rằng nguồn cội của chúng ta ở đâu và cái mà chúng ta cần phải quay về là ở đâu. Thì cây đa đứng sừng sững rất to và rất già, nó đem lại một cái cảm hứng và đem lại một cái điểm nhấn rất lớn cho một cái làng quê. Và làng quê Việt Nam thì chắc chắn không thể thiếu được cây đa. Và đằng sau phía cây đa chính là một cái khung cảnh rất là bình yên của làng quê Việt Nam, nơi mà có những người thiếu nữ đang đi gánh nước cho gia đình, nơi mà có người thầy vẫn đang cần mẫn để dạy những người học trò tiếp tục noi bước quan trạng để có thể bước ra với đời. Và chính những người học trò này, biết đâu đó trong số này sẽ là một trong những người thành tài để góp sức đem lại cho xã hội, cống hiến cái sức mình cho đất nước. Và cái khung cảnh bình yên của làng quê được nhấn thêm một chút vào những cái cành cây đa, cành cây trúc ở trên đây, nó tạo ra một cái khung cảnh bình yên và lãng mạn cho làng quê Việt Nam. Và phía bên dưới là có các cái bạn nhỏ và có các bạn trẻ cùng với các ông già, bà cả, các vị thanh niên, các cô thiếu nữ cũng đang nô nức chạy ra bên ngoài để đón quan trạng quay trở về quê. Một trong những cái điểm nhấn rất là quan trọng ở trên tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ mà chúng tôi chế tác đó là chúng tôi thêm được vào rất nhiều những cái hương án đặt ở trên lề đường. Và trong những cái tích tranh Vinh Quy Bái Tổ ngày xưa, và đặc biệt là nếu như quý vị có đọc cái cuốn Lều Trõng của cụ Ngô Tất Tố thì quý vị sẽ biết được rằng trên cái chặng đường mà quan trạng Vinh Quy từ kinh thành trở về quê hương thì sẽ qua rất nhiều hàng, đó là hàng tổng, hàng huyện và hàng xã. Và mỗi một hàng như này thì đều có bố trí một cái hương án. Và nếu như chúng ta chỉ đọc là hương án thôi thì quý vị sẽ không hình dung được ra. Nhưng với cái sức sáng tạo và với sự tìm tòi về thông tin thì chúng tôi đã chế tác ra và chúng tôi đã dựng lên cái hình ảnh là hương án. Và bên cạnh cái hương án thì có những cái vị chức sắc ở trong làng đứng ra và đốt hương, đốt trầm, đốt những cái hương thơm để chào đón quan trạng trở về. Và đây chính là cái điểm khác biệt mà bức tranh Vinh Quy Bái Tổ của xưởng tranh gỗ Bùi Gia chế tác lên đạt được kỷ lục, muốn đem ra với quý vị để có những cái sự khác biệt và nói được rõ hơn cái nguồn gốc ý nghĩa của bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này. Và phía bên trên nó là một cái cổng làng. Một cái cổng làng của Việt Nam ngày xưa, nó thể hiện được rất rõ cái nét văn hóa của người Việt. Nó có những cái mái trồng diêm, nó có những cái cuốn thư và có những cái câu đối ở hai bên. Và những cái câu đối này nó sẽ mang lại những cái ý nghĩa cầu cho cái sự tốt lành hay là một cái nét truyền thống gì đó của cái làng văn hóa này. Và ở bên trong của cái cổng làng thì còn có thêm cả những cái khu vực khác, ví dụ như là có những cái đình, có những cái ngôi nhà thờ tổ của cái vị quan trạng này đang quay trở về. Và với cái kiến trúc như thế này thì người ta sẽ cảm thấy, quý vị sẽ cảm thấy đi được về trong làng chính là về với nguồn cội của mình, chính là về với quê hương của mình, về với tổ tiên và về với dòng họ. Nó tạo cho chúng ta có một cái sự bình yên hơn và muốn quay trở về để cống hiến nhiều hơn. Xa ra hơn một chút thì quý vị sẽ nhìn thấy
đi đầu trong cái đoàn rước, trong cái đại lễ vinh quy bái tổ này thì có một cái vị chức sắc ở trong làng đang cầm cái loa và đang cầm cái gậy, gọi là một người đi dẹp đường ấy. Và cái người đi dẹp đường này thì là có cái chức năng là sẽ hô hào, giải tán cái đám đông để nhường đường cho quan trạng đi. Và ngay sau cái vị chức sắc này thì có một cái người lính đang cầm một cái lá cờ rất to. Và đúng chính xác ra là trên lá cờ này sẽ in một cái dòng chữ. Cái dòng chữ này có tên là Nhất Sắc Tiến Sĩ. Và cái cờ này là cái cờ đi đầu để biểu dương cái đoàn người đang đi từ kinh thành trở về quê hương. Và cái tên Nhất Giáp Tiến Sĩ chính là cái vị trí mà cái người quan trạng đã nỗ lực học tập và bây giờ đạt được một cái thành tích thì được ban cho một cái danh hiệu, đó là Nhất Giáp Tiến Sĩ. Và tiếp theo sau cái lá cờ Nhất Giáp Tiến Sĩ thì đến một cái biển rất là to, rất là đẹp. Và cái biển này là một trong những cái biển quan trọng nhất của một cái đại lễ. Bởi vì sao? Bởi vì trên cái biển này có đề bốn chữ, đó là Ân Tứ Vinh Quy. Và bốn chữ Ân Tứ Vinh Quy này nó thể hiện được rất rõ là người này đang đi đâu và người này sẽ quay trở về đâu và người này sẽ làm cái gì. Thì cái chữ mà Ân Tứ Vinh Quy này là được vua ban cho vị quan trạng quay trở về. Và chỉ có điểm nhấn quan trọng nhất đó là phải được vua ban cái biển này thì mới có được cái sự chính danh. Nếu như mà chúng ta chỉ có một đoàn người đi ngoài đường từ kinh thành về quê thôi thì đó là đoàn người bình thường. Nhưng nếu như chúng ta có được một cái biển có những cái nhiễu màu đỏ rồi có cái chữ Ân Tứ Vinh Quy ở trên theo cái lệ phong kiến ngày xưa thì chúng ta sẽ biết được rằng đây chính là một cái đoàn người của một vị quan trạng đang quay về quê. Và cái đoàn người này thì đang đi ở trên một cái cầu đá, một cái cầu cổ xưa, một cái cầu khắc khoải với thời gian. Bởi vì cái cầu này cũng là một cái nhân chứng giống như là cái cây đa ở đằng sau kia, là đang chờ một người nào đó có một cái đức hạnh đó để có thể nâng cấp được nhiều hơn, để có thể làm được những cây cầu to hơn, làm được những cây cầu mà rộng rãi hơn để có thể là thuận tiện hơn cho công việc của một cái ngôi làng quê. Và ở phía dưới cây cầu là quý vị cũng đang nhìn thấy có một cái gia đình ngư phủ đã đi đánh cá về, và cái anh chèo thuyền này cũng đang rất là hớt hải, cố gắng chèo thật nhanh con thuyền này đi qua cây cầu để được ngắm quan trạng và về với quê hương của mình. Và trên cái thuyền này thì đã chứa đầy những cái con cá, cũng là một cái biểu tượng để cho một cái tương lai nó sẽ được no đủ, cho nó được tốt lành hơn. Và chính những cái cậu bé còn mải đang đi đánh cá với gia đình của mình cũng đang muốn ngước lên để nhìn thấy quan trạng, để một phần nào đó gửi gắm được cái tương lai của mình, cũng trông mong được rằng một lúc nào đó cái số phận của mình nó sẽ thoát ra, nó sẽ thoát khỏi với sông nước, thoát khỏi với những con cá. Và điều đó nó cũng là một cái nét nhân văn, nó là một cái sự truyền tải cái điều mong ước mà bất cứ ai trong mỗi con người chúng ta đều có một cái ước mơ được trở thành một người có ích cho xã hội. Chính vì điều đó cho nên là trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ thì nó mang được nhiều những cái hàm ý, mang được nhiều cái tầng lớp ý nghĩa của nét văn hóa của người Việt. Xa hơn, đằng sau cây cầu đá bắt đầu đến một cái đoàn người nối tiếp nhau liên tục, thì đó chính là cái vị đi đầu đang đánh những cái tiếng trống rất là rộn rã, rất là âm vang. Và cái tiếng trống này cũng là một cái sự thúc giục cho cái lòng người luôn luôn phải phấn đấu và luôn luôn phải cố gắng. Và trên chiếc trống này thì chúng tôi có đục chạm rất nhiều những cái chi tiết hoa văn để tượng trưng cho nét văn hóa của người Việt, ví dụ như là mây cuốn hay là những cái nét hoa văn được mượn từ trống đồng để chuyển tải xa. Và đằng sau những người đánh trống thì có bốn cái chú bé đang đứng xếp theo cái hình chữ tứ, giống như là cái con thò lò ngày xưa quý vị có chơi ấy. Thì bốn em bé này thì cầm bốn lá cờ đứng ở bốn góc và mình sẽ phất. Nếu như quý vị nào mà sống ở những cái ngôi làng mà có những cái lễ hội ngày xưa thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được là có những cái lễ hội mà người ta sẽ cầm những lá cờ nhỏ và người ta sẽ phất và người ta sẽ kêu hê. Thì đó là chính là cái nét biểu tượng văn hóa của làng quê Việt và trong những cái buổi lễ của người Việt. Và tiếp theo sau bốn em bé thì có một vị là đang cầm cái trống nhỏ. Những cái vị này thì là sẽ đánh những cái hồi trống nhỏ hơn để duy trì cái nhịp nối tiếp với những cái trống lớn. Và đặc biệt
trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ mà chúng tôi chế tác thì quý vị sẽ nhìn thấy một cái điểm nhấn mà hầu như sẽ không có bức tranh Vinh Quy Bái Tổ nào trên Việt Nam thể hiện giống như chúng tôi, đó là chúng tôi đang thể hiện một cái Long Đình. Cái này chúng tôi gọi là cái Long Đình, và bản chất chính xác thì nó cũng tên là Long Đình. Và cái Long Đình này thì dùng để làm gì? Cái Long Đình này dùng để khiêng một cái gọi là cái cháp của vua Ban. Trong cái cháp của vua Ban này thì có một cái chiếu mà vua ban cho cái vị quan trạng này, giống như là một cái bây giờ gọi là cái giấy bổ nhiệm ấy. Thì đây người ta gọi là một cái cháp để đựng cái chiếu đó và bổ nhiệm cho cái vị quan trạng này đã đạt được danh vị và đạt được cái danh hiệu như thế để quay trở về với quê hương. Thế thì trên cái Long Đình này chúng tôi thể hiện được nhiều những cái chi tiết văn hóa của người Việt. Ví dụ như có những chi tiết của rèm này, rồi sau đó là có chi tiết mây cuốn này, rồi những con rồng, con phượng. Những cái chi tiết rất nhỏ mà nếu như quý vị không có cơ hội được nhìn trực tiếp mà chỉ nhìn qua màn hình này thôi thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng sẽ chưa thể cảm nhận được hết. Nhưng nó cũng là một cái sự tâm huyết của xưởng tranh gỗ Bùi Gia truyền tải vào cái đường nét văn hóa của cái bức Long Đình này. Tiếp theo, ngay sau cái bức Long Đình chính là hai người lính đang quẩy cái bình rượu. Và cái bình rượu này thì theo ngôn ngữ gọi là truyền thống, gọi là cái bình ngự tửu, đúng không ạ? Bởi vì là bất cứ trong lễ hội nào của người Việt đều phải có một chút cái men của rượu. Và cái rượu này thì không phải là rượu thường, không phải để uống vào để trở thành những con ma rượu, mà cái rượu này được gọi là rượu ngự tửu. Cái rượu này là rượu được vua ban, cái rượu này là cái rượu của phần thưởng của cái sự cống hiến, và sau đó là cái tài năng của mình đem ra, và sau đó là được xã hội công nhận, chứ không phải đây là cái rượu tầm thường. Và trên cái bình ngự tửu này chúng tôi cũng sẽ đục rất nhiều những cái chi tiết hoa văn mây cuốn để thể hiện cho cái sự trang trọng, và cũng là thể hiện được đúng cái nét văn hóa trong cái nét truyền thống mà người Việt ngày xưa đã từng trải qua. Đằng sau bên trên của cái bình ngự tửu có một cái người lính. Cái người lính này thì đang bê một cái cháp ở trên tay, và bên cạnh đó thì đang cầm một cái ống điếu. Bởi vì cầm cái ống điếu chính là cái biểu tượng của một người ngày xưa là biết đèn sách, biết hút thuốc, biết uống trà. Bởi vì đó là những cái thú vui, đó chính là những cái nét đặc trưng để cho một người có thể là tìm được lại chính mình, để mình có thể lấy được thêm những cái sức tập trung để tập trung vào trong công việc. Trên cái cháp của cái người lính đang bê này thì quý vị sẽ nhìn thấy vô cùng nhiều những cái chi tiết rất nhỏ, nhỏ chỉ bằng cái đầu tăm thôi, cũng được chúng tôi chế tác và được chúng tôi thổi những cái hồn vào trong những cái cháp này. Và ở phía trên thì có một cái người lính đang cầm cái quạt lông để đi đường và để phe phẩy quạt cho cái vị quan trạng này. Và quan trọng nhất ở trên bức tranh chính là một cái khoảng trống, chính là một cái khoảng để vị quan trạng này phô diễn được cái tinh tế của mình, phô diễn được cả cái sự thông minh của mình thông qua cái nét mặt. Ví dụ như quý vị đang nhìn thấy ở trên đây, chúng tôi chế tác cái hình ảnh của một vị quan trạng đang ngồi ung dung ở trên con ngựa. Và chính bản thân con ngựa này cũng cảm nhận được một cái không khí lễ hội khi mà nó đang bước chân theo cái tiếng nhạc, đang bước chân theo những cái tiếng trống, để nó tạo ra một cái âm hưởng, nó mang lại một cái không khí ấm áp, mang lại một cái sự bình yên cho tất cả mọi người. Và hình ảnh quan trạng ung dung, thong dong, vui vẻ, và bên cạnh đó cũng có một chút cái phần háo hức được quay trở về để gặp gỡ thầy mình, để quay trở về được gặp gỡ bố mẹ mình, và quay trở về tri ân với cái làng quê mà đã nuôi lớn mình. Và chính vì như vậy cho nên là chúng tôi đã khắc họa một cái hình ảnh cái vị quan trạng đang thể hiện một cái phong thái rất là nho nhã để ngồi trên con ngựa. Và đằng sau quan trạng và đi hai bên thì có hai người lính cầm hai cái lọng để che cho vị quan trạng này. Ở phía dưới thì có những người lính đang vác giáo đi ở bên cạnh. Và đặc biệt là có 5 cái lá cờ đứng theo cái hình chữ ngũ ở trên cái con thỏ lò. Và 5 cái lá cờ này chính là cái lá cờ biểu trưng cho làng quê Việt Nam. Cái lá cờ này nó khác với tất cả những cái lá cờ khác, bởi vì cái lá cờ này là cái lá cờ hội. Trong cái lá cờ hội nó được chia ra làm 5 những cái ô, và 5 ô này nó sẽ mang 5 những cái màu sắc khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó là một cái lễ hội, đây nó là một cái sự tự hào, đây nó là một cái niềm vui sướng của cả một cái làng quê được đón rước một cái vị quan trạng thành đạt quay trở về. Chính vì như thế cho nên là cái lá cờ hội nó đem lại một cái lòng háo hức,
đem lại một cái ý nghĩa nó to lớn hơn so với tất cả những cái lá cờ khác. Đó, và đây là 5 cái lá cờ hội được sắp xếp đi cùng với nhau. Và ông đánh chiêng đi ngay đằng sau với những cái vị mà đang rước những cái lá cờ. Và ông đánh chiêng này thì thể hiện một cái nét mặt rất là tươi vui, thể hiện một cái nét mặt phấn khởi để hòa cùng với đoàn người.